Tina kính chào quý vị và các bạn. Mì căn là thực phẩm rất quen thuộc trong ẩm thực chay, dùng để chế biến các món ăn như phở, bún bò Huế, cá kho chay và rất nhiều món nữa. Cách làm như thế nào, mời quý vị và các bạn hãy cùng Tina vào thực hiện. Để làm món mì căn thì mình cần 5 khúc bột mì đa dụng. 5 khúc bột mì đa dụng tương đương 600g. Hiệu nào cũng được nha các bạn. Bột mì này mình sử dụng không có chất tẩy trắng ha. Rồi mình dùng muối. Chút nữa trong lúc làm mình sẽ nói chi tiết hơn nha các bạn. Ngoài ra mình cần 3 khúc nước, tức là 750ml. 3 khúc nước ấm thôi nha các bạn. 3 khúc 750ml. Rồi mình cần thêm nước để rửa bột. Số lượng bao nhiêu cũng được nha các bạn. Bởi vì mình rửa tới 5 lần nè. Cái món này mình sử dụng nước rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn bột ha. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Rồi mình cho nước vào. Cái phần nước thứ nhất đó các bạn. Tức là 3 cốc nước đó. Cho hết vào luôn. Rồi mình nhồi cho thật kỹ. Các bạn nhớ là nhồi nước ấm nha. Đừng có nhồi nước lạnh hoặc là nước nóng nha các bạn. Nước ấm ấm thôi. Nước ở trong dồi mà các bạn dặn cái chức năng ấm thôi nha các bạn. Đừng có sử dụng nước sôi nha. Nếu mà sử dụng nước sôi là cái món này nó bị hư nha các bạn. Mình nhồi cho thật là kỹ ha. Nhồi đến khi nó mịn, nó không còn dính tay nữa là được như vậy nè. Các bạn có thể sử dụng cái máy nhồi bột nhồi cũng được nha các bạn. Sở dĩ mình nhồi tay là bởi vì có nhiều bạn không có cái máy á. Chứ ở nhà mình cũng có cái máy nhồi bột. Mình nhồi xong á, rồi mình lặn bột nó ra như vậy nè. Các bạn nhìn thấy nè, bột không có dính tay ha. Rất là dẻo luôn. Không có bị nhão hay là không có bị cứng ngắc. Nhưng mà cái món này á, nhồi bột lỡ có nhão cũng không sao. Nếu mà có khô cũng không sao luôn. Bởi vì chút nữa mình còn rửa trong nước nữa đó các bạn. Bây giờ mình dùng cái thau nước này nè để mình rửa bột. Các bạn cho bao nhiêu nước cũng được hết. Nước này mình sử dụng nước lạnh nha các bạn. Nước ở trong dồi mà mình dặn cái chỗ lạnh á. Rồi mình thả cục bột vào để mình rửa bột nha các bạn. Mình sẽ rửa cái cục bột này 5-6 lần luôn. Các bạn nhớ giùm mình nha. Cái lúc mà mình rửa bột mình cũng sử dụng nước lạnh hoặc là nước ấm thôi. Không có sử dụng nước nóng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa bột nè. Các bạn quan sát mình làm nha. Rất là dễ luôn vậy đó. Mình cứ mình nhồi qua nhồi lại vậy nè. Cái nước bột này á, nó rất là đục luôn nha các bạn. Mình không có bỏ đi mà mình sử dụng lại để mình làm những cái món khác như là há cảo hoặc là mình làm bánh cuốn đó các bạn cũng được nữa, hay là bún cũng được nữa các bạn. Cái nước này mình phải lọc lại cho nó lắng xuống rồi mình đổ cái nước trong đi. Còn cái phần bột mà mình đang nhồi á là mình sẽ lấy lại để làm mì căn nha các bạn. Mình cứ mình nhồi qua nhồi lại vậy nè. Cái động tác nhồi bột á thì mình chỉ sử dụng tay thôi chứ mình không có sử dụng máy nha các bạn. Tay mình đã rửa thật là sạch với xà bông rồi. Chứ nếu mà mang bao tay vô nó khó làm lắm các bạn. Miễn là mình rửa với xà bông sạch là được rồi. Rồi chút nữa mình còn luộc lại nữa. Cho nên đảm bảo là rất là vệ sinh nha các bạn. Đó, nước bột nó đục vậy nè. Như hồi nãy mình nói á, nước đục này để mình lóng lại mình lấy cái phần mà tinh bột để mình làm những cái món khác ha. Các bạn cứ nhồi tới nhồi lui rồi thay nước nha các bạn.
lặp tới lặp lui 5 lần như vậy đó. 5 hoặc là 6 lần cũng được luôn. Khi thấy nước bột trong thau nó đục á, thì mình vớt cục bột ra một cái thau khác ha. Còn cái nước bột này á, mình để dành, lóng lại lấy cái tinh bột để làm chuyện khác ha các bạn. Như hồi nãy mình đã nói đó. Cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Rửa cho đến khi cục bột á, nó dày nè. Nó dai và nó còn chút xíu vậy nè các bạn. Đây là cái lần cuối cùng ha, mình chế nước vào để cho các bạn xem luôn. Cái lần cuối cùng thì mình dùng cái rây này nè để hứng bột lại đó các bạn. Cứ nhồi tới nhồi lui vậy nè. Khi mà thấy nước nó còn hơi đục là được rồi. Nó không có còn đục như hồi nãy nữa. Nó đục mà nó đục trong trong vậy là được đó các bạn. Cái lúc này mình nhồi chậm chậm nữa ha. Mình ấn nó xuống để bột nó kết dính vào nhau. Bóp cho chặt lại luôn. Nếu mà bạn nào muốn mì căng nó trắng thì các bạn cho chút xíu giấm vào. Cái này mình không có cho giấm vào. Nếu mà các bạn cho giấm vào thì các bạn sử dụng giấm trắng nha. Đó, bây giờ mình dắt lại như nè. Dắt cho thật là chặt luôn nha các bạn. Để cho tinh bột nó kết dính vào nhau ha. Đó, vậy là thành phẩm rồi đó các bạn. Còn chút xíu vậy nè. Còn cái nước bột đục đục á, thì mình bỏ đi hoặc là mình đem đi tưới cây cũng rất là tốt đó các bạn. Thành phẩm được như đây ha. Bây giờ mình sẽ lặn bột. Lặn thật là nhiều lần luôn nha các bạn. Lặn nhiều lần á. Lặn càng nhiều thì càng tốt nha. Đó, vậy nè. Bây giờ mình sẽ lấy ni lông á, rồi mình đặt mì căng lên mình quấn lại. Quấn thật là chặt lại luôn để cho cái mì căng nó kết dính, nó tạo hình lại. Nó đâu ra đó. Đó vậy nè, rồi mình để cho nó nở khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì mình lấy ra. Mình lấy cái miếng giấy nướng bánh đó các bạn, mình cuộn nó lại. Rồi mình sẽ đi lấy một cái miếng giấy kẽm để lên trên luôn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng lá chuối cũng được. Quấn nó lại như nè. Quấn hai đầu lại, xếp lại. Rồi sau đó mình dùng dây á, mình cột giống như là cột bánh tét vậy đó các bạn. Mà cột đừng có chắc quá, mà đừng có lỏng quá nha các bạn. Cái này mình sử dụng dây giải. Còn nếu như các bạn có dây lá chuối hột á, dây chuối hột hoặc là dây lạc đó các bạn cột cũng được nữa. Đó, chỉ vậy thôi, rất là đơn giản đó các bạn. Rất là đẹp luôn đó các bạn. Cái này á, mình sẽ đem đi luộc. Mình luộc chứ mình không có hấp nha các bạn. Hấp nó rất là lâu chín. Luộc á, thì cái mì căng nó mềm hơn là hấp. Hồi nãy á, mình đã nấu một cái nồi nước sôi, sôi thật là nhiều luôn. Nước phải thật là nhiều luôn nha các bạn. Rồi mình thả cái đòn mì căng vào mình nấu. Thường thì cái đòn mì căng này mình sẽ nấu 35 phút. Còn nếu như cái đòn mì căng to thì các bạn nấu sẽ lâu hơn nha các bạn. Rồi, sau 35 phút thì mình sẽ vớt ra. Nhìn là biết thành công rồi đó các bạn. Bởi vì cái đòn mì căng nó căng tròn ra vậy đó. Đó, bây giờ mình sẽ đem cái mì căng này mình thả vào cái thau nước lạnh. Chờ cho nó thật là nguội rồi mình mới cắt ra. Rất là dễ làm phải không các bạn? Công thức của mình rất là chính xác, cho nên ai cũng có thể làm được. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem ha. Đó, bên trong nè. Giống y như chả lụa luôn đó các bạn.
Cái mì căn này nó có nhiều protein lắm, chất đạm đó các bạn. Nó giống như là thịt vậy đó, chỉ thua thịt một chút thôi. Rất là dai luôn, không có bị bở. Bây giờ mình cắt ra cho các bạn xem bên trong như thế nào ha. Đó, giống chả lụa lắm. Không có chất tẩy trắng nha các bạn, cho nên cái màu nó hơi ngà ngà vậy nè. Đó, các bạn thấy không, lấy rất là dai ha. Dùng để nấu bún bò Huế, phở chay hay mình kho tiêu cũng rất là ngon. Rồi, Tina đã hoàn thành xong cái món mì căn. Tina cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kỳ tới.